Quốc Bảo xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Truyền hình VTV. Thưa quý vị, hàng năm, Văn phòng Thị trưởng thành phố San Jose tổ chức buổi họp về tình hình thành phố nhằm mục đích xem lại những gì đã trải qua và nhìn vào tương lai. Năm nay, buổi họp đã được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 24 tháng 10 năm 2023, từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều tại San Jose City College ở số 2100 Moore Park Avenue, thành phố San Jose. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Hàng năm, Văn phòng Thị trưởng thành phố San Jose tổ chức buổi họp về tình hình thành phố nhằm mục đích xem lại những gì đã trải qua và nhìn vào tương lai. Năm nay, buổi họp đã được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 2023, từ 1 đến 3 giờ chiều tại San Jose City College ở số 2100 Moore Park Avenue, thành phố San Jose. Có khoảng từ 700 đến 800 người tham dự sự kiện này. Thị trưởng thành phố San Jose, ông Matt Mahan nhấn mạnh đến 4 thách thức to lớn mà thành phố lớn nhất vùng Bay Area đang đối diện. Đó là tình trạng vô gia cư, tội phạm, những khu vực hoang tàn và vấn đề đầu tư kinh tế. Mở đầu bài diễn văn, ông Matt Mahan điểm sơ qua tình hình xung đột đẫm máu ở Trung Đông. Ông chia sẻ các đứa trẻ trong gia đình của ông cũng có những ông bà có gốc gác từ Cuba và Ai Cập. Và trách nhiệm của chúng ta là phải hành động để giấc mơ được sống trong hòa bình, tự do, không bị phá vỡ. Thị trưởng Matt Mahan đã nói: Kính chào quý vị, tôi là Matt Mahan. I was so honored to give our city's first state of the city as mayor, and we were honored to have Viet Steps here as one of our performers. Had a great turnout from the Vietnamese community. We are so lucky to have a strong Vietnamese community that works side by side with us to make our city safer, cleaner, to help the homeless get indoors and to support our small businesses. And that's what today's speech was about getting back to the basics, safer, cleaner, getting the homeless indoors and supporting our small businesses. When we do that, everything else is possible. And I appreciate the support that the Vietnamese community has showed me and our city hall as we have worked together to do that for our city, to make it a better place for everyone. So thank you so much, and let's keep working together to make San Jose safer and cleaner and more economically vibrant for all. Thank you. Tôi có thể sơ lược qua về cái buổi sự kiện ngày hôm nay của ông thị trưởng. Đó là cái tình hình của thành phố, tiếng Mỹ gọi là State of the City. Nó chỉ xảy ra một năm một lần. Và ông thị trưởng đã báo cáo cái tình hình của thành phố San Jose trong 9 tháng vừa qua, từ lúc ông nhậm chức vào tháng 1 của năm 2023 đầu năm nay, và những cái chương dự án mà ông sắp sửa đề ra cho những tháng về sau và năm sau. Dạ, có rất là đông người hôm nay. Dạ, hôm nay thì có khoảng 1.100 người đã tới tham dự, và mọi người trong thành phố đều rất ủng hộ những gì ông đã làm, và ông đã vinh danh những cộng đồng, những anh hùng cộng đồng, nó gọi là community heroes, những anh hùng cộng đồng trong vòng 8 tháng qua đã làm rất là nhiều những cuộc dọn dẹp thành phố, nghĩa là tiếng Mỹ gọi là clean up, mỗi một thứ bảy như vậy thì là dọn dẹp thành phố, dọn dẹp khu dân phố của chúng ta ở để mà thành phố của chúng ta có thể sạch đẹp. Và về vấn đề là an toàn cộng đồng thì ông cũng rất là hoạt động rất là mạnh mẽ về vấn đề của an ninh của cộng đồng, là vì cái đó là một cái tệ trạng của tất cả những thành phố trong tiểu bang California. Thì là sắp sửa tới đây thì ông cũng sẽ rất là làm cái vấn đề an ninh cộng đồng thắt chặt nhiều hơn. Và cái vấn đề đó thì hy vọng rằng là cộng đồng có thể giúp đỡ ông để mà cùng nhau chúng ta có thể tiến về phía trước. Cái đó là cái vấn đề về an ninh. Còn vấn đề mà vô gia cư thì là ông cũng đã nói là ông đã gọi là chiến đấu rất là nhiều để mà lấy được những cái gọi là tiny home hoặc là interim, emergency interim housing, những là cái nhà nhỏ để mà cho những người vô gia cư có thể vào và ở. Và cái tương lai của ông mà có thể thấy được là hơn 4.000 những người vô gia cư có thể tới, có thể có những cái chỗ ở
khang trang và có thể bắt đầu lại cuộc sống của họ. Và cũng vì nhờ vào những cái căn hộ nhỏ này mà ông cũng hy vọng rằng là cái vấn đề tệ nạn của những người mà bị về tâm thần cũng giống như là bị hút sách, thì ông cũng có thể nhờ vào đó và ông có thể mang tới những cái dịch vụ và những cái rất là cần thiết cho để mà giúp đỡ những người bị bệnh tâm thần và những người bị hút sách. Dạ, thì ông hy vọng rằng là tất cả chúng ta trong cộng đồng, dĩ nhiên là cộng đồng người Việt Nam là một trong những cộng đồng mà đã làm ra cái thành phố San Jose này, ông cũng hy vọng rằng là tất cả các cộng đồng có thể giúp đỡ ông, cùng với ông để mà song pha chiến trường, để mà có thể làm cho thành phố chúng ta sạch, đẹp, an ninh và không có người vô gia cư. Những gì chúng ta cần thật đơn giản, chúng ta cần một thành phố phục vụ cho tất cả mọi người. Một thành phố an toàn cho mọi cư dân. Một thành phố nơi mà ai cũng có chỗ ngủ bên trong căn nhà, nơi mà mọi người có thể tìm kiếm việc làm để chi trả cho cuộc sống. Một thành phố nơi chúng ta cùng chia sẻ cơ hội như nhau ngày hôm nay, bất chấp việc chúng ta đã sống ở đâu trước đây. Thị trường đã nói về tất cả cái gì trong 10 tháng nay mình đã làm cho tốt đẹp cho cái thành phố San Jose. Mình giảm bớt được người vô gia cư, mình xây được nhiều nhà để mình bỏ cho người vô gia cư có một cái tự do nhân quyền và một cái sạch sẽ và công bằng để cho người ta sống ở trong San Jose. Mình đã làm nhiều business ở trong thành phố San Jose và mình đã xây dựng nhiều nhà gọi là affordable housing. Thì bây giờ mình tiếp tục làm mấy cái công việc và rất là nhiều cái, bây giờ là mình dùng đủ loại cái gọi là technology để mình giảm bớt cái trộm cướp ở trong cái thành phố San Jose, nhất là trong khu vực 7. Tôi rất là hạnh diện để đại diện cho cộng đồng Việt Nam mình, và mình thấy người Việt Nam của mình rất nhiều khả năng ở đây, thì mình tiếp tục ủng hộ cho cộng đồng mình và mình cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho tất cả sắc dân ở trong cái khu vực 7. Thị trưởng San Jose cũng vinh danh những nhân vật mà ông gọi là anh hùng cộng đồng. Một trong những anh hùng đó là Jim Salapa, chủ tịch Garden City Construction, người đã giúp dọn dẹp sạch sẽ những gì được xem là trước mắt. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh mà phóng viên Việt Today ghi nhận tại cuộc họp. Is a historic San Jose landmark that, due to budget cuts, fell into disrepair in the mid-2000s. This group rescued the garden and transformed it into a national treasure, beating out over 100 accredited rose gardens to win the title of America's best rose garden. Quý vị vừa xem xong những hình ảnh sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại miền Bắc Cali. Mọi ý kiến đóng góp hoặc thông báo, thư mời, xin quý vị gửi về cho đài truyền hình Việt Today qua địa chỉ email info@viettoday.tv. Quý vị cũng có thể đón xem những thông báo hội đoàn trên đài Việt Today hàng ngày vào lúc 8 giờ sáng, 2 giờ trưa và 5 giờ 50 phút chiều. Quốc Bảo xin cảm ơn quý đồng hương đã luôn theo dõi và ủng hộ cho chương trình phóng sự cộng đồng của đài truyền hình Việt Today. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự cộng đồng kỳ tới.